chiến sĩ hay lắng nghe những bản anh hùng ca của quá khứ xa xăm. Trước mắt chúng ta là những bức tranh lịch sử, còn đứng kia những người con của dân tộc anh hùng. Oh,
bao giờ quên. Trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh, xác người nằm như dạ như dơ. Đứng lên đi, mình ta phải đứng. Chào quý vị, ta đi tới bước tiếp truyền thống tự hào của cha ông để viết nên những trang sử mới hào hùng của dân tộc. Tổ khúc hợp xướng Hồi Tưởng ra đời cách đây 64 năm của nhạc sĩ Hoàng Vân đã mở đầu chương trình chính luận nghệ thuật từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử. Chương trình đang được diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, được truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, kênh phát thanh FM96, ứng dụng Hà Nội On và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Tới sự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin nhiệt liệt chào đón ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các đại biểu từ các bộ ngành của Trung ương
lãnh đạo các sở, ban ngành và đoàn thể của thành phố Hà Nội. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, tổ khúc Hồi Tường vừa đưa chúng ta trở lại với mùa thu tháng 8 lịch sử, với ngập tràn những âm hưởng lạc quan tự hào về một thời đại mới. Thế nhưng vận mệnh tổ quốc tiếp tục phải đứng trước những thử thách lớn lao hơn. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình chính luận nghệ thuật từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội sẽ đưa khán giả đi suốt dọc hành trình hơn 3.000 ngày trường chinh đánh giặc cho tới thắng lợi Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và ngày về thủ đô trong khải hoàn chiến thắng. Sau đây, mời quý vị cùng sống lại những tháng ngày sục sôi của mùa đông Hà Nội năm 1946 qua hoạt cảnh Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Việt Nam đi, Hà Nội say mê chen đón cha về, kín trời phơi phơi vàng sao. Ngày ấy trời vinh quang, vang ngàn phương lời thề nước. Việt Nam yêu dấu, ngà soi bóng sông Hồng Hà. Đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Trước đau thương Hà Nội không buồn, Hà Nội rắn như thanh sắt nguội, mắt nhựa nứt ra làm chiến hào, cát sông Hồng vào nâng cao chiến lũy, mỗi con đường cũng muốn thành chiến sĩ, kiêu hãnh mang thương tích trên mình, chặn chân giặc dù là một bước, gạch ngói thả tan để ngọc lành. Toàn thủ đô thề xung phong quyết tử, nguyện xa mình mong tổ quốc quyết sinh, đến bao lần vì đất nước điêu linh, nghe sôi dày trong tim dòng máu Việt, máu anh dũng của dòng nòi Nam Việt vẫn lưu truyền muôn vàn kiếp về sau. Máu sôi lên nhìn sông núi quằn đau, chỉ cốt khơi ở ngàn xưa sông lại, toàn thủ đô người một lòng hăng hái, quyết tâm thề một trên với quân thù, giữa rừng cướp bom đạn gieo ghi vụ, đầy tiếng thế xung phong quân ta tiến. Ta xứng danh là càng tự quân, tiến lên đường tới xa trường, trong súng hương chúng ta coi thường. À, ta nguyện đồng tâm diệt tàn quân thù, tươi cười sông pha ở nơi chiến khu, ta cùng nhau tiến khó khăn không lùi, ra ngựa bao thấy lòng này vẫn vui. Cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại, sóng sông Hồng vô bờ hát mãi, nó niềm tin là khúc khải hoàn ca. Sáng mắt trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương tốt mới. Tôi nhớ những ngày thu đã sang, sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài sao sát hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hồng Hà gieo sóng say sưa trông cha bóng người mênh mông. Mắt người dâng nắng hừng sao thắm tươi, chân người mái tóc bạc thêm. Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non gieo cười.
Thưa quý vị, 60 ngày đêm quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, có một lũy hoa được dựng lên trong lòng lũy thép, một Hà Nội lãng mạn và kiêu hãnh tỏa sáng giữa bom đạn của kẻ thù. Cùng cả nước, Hà Nội bước vào cuộc kháng chiến 9 năm. Năm 1949, nhạc sĩ Xuân Oanh, tác giả của ca khúc 19 tháng 8 nổi tiếng viết cho Hà Nội trong ngày lịch sử, đã đi thực tế cùng các đơn vị bộ đội để viết bài. Một hôm, có anh lính trẻ thẹn thùng kể cho Xuân Oanh nghe về kỷ niệm đầu đời của mình, về cô láng giềng đêm đêm thường kéo tơ và hát vọng sang, khiến lòng chàng xốn sang, sao xuyến. Ngày lên đường kháng chiến, họ cầm tay nhau. Cái va chạm đầu đời của hai trái tim trẻ trung ngập tràn rung động. Nhưng cuộc chia ly ấy không ai nói năng gì, chỉ có trong lòng đầy vấn vương và lưu luyến. Trên dặm đường chinh chiến xa quê, chàng trai ngày đêm dõi về nơi xóm cũ làng xưa. Ở đó có người con gái vẫn ngày đêm ngóng chờ. Và rồi bên bếp lửa hồng, trong không khí tĩnh mịch của núi rừng chiến khu, sau khi nghe Xuân Oanh kể lại câu chuyện của chàng lính trẻ, nhà văn Nam Cao cùng làm ở báo Cứu Quốc đã thủ thỉ rằng: Oanh ơi, cậu viết một bài hát về anh bộ đội và quê hương đi. Và thế là ca khúc Quê hương anh bộ đội ra đời, để rồi in đậm trong tâm trí người yêu nhạc hình ảnh một miền quê thân thương với mối tình trong trắng thủy chung của đôi trai gái trong những ngày đầu kháng chiến. Con đường tắm nắng vàng tươi, bờ tre nhà tranh vách mới. Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương, mùa lúa chín tiếng hát vang khắp đường. Nhà anh có đàn em mắt ngây thơ má hồng, những chiều ngồi hát vui bên mình trâu, em bé dắt trâu về. Gia đình làng mạc yên ấm, tăng gia cày cấy đời đầy thanh bình. Nhà anh hai nếp vừa sinh, đêm trăng lên cao rồi chiếu sáng mặt sân góc vườn, ngồi nghe tiếng hát vang lên từ xóm giếng làng bên, lọt qua vườn dâu bãi miếng. Em gái bên làng giềng đêm đêm kéo tơ, vụt nhớ có phút bên anh chàng trai xưa. Mùa thu một năm nào, em gái tiến chàng trai gia linh, cầm tay mà không nói, chân quay đi nhưng lòng vẫn vương. Nhìn quê hương xa xa bao dặm nào. Em gái tiến chàng trai gia linh, cầm tay mà không nói, chân quay đi nhưng lòng vẫn vương. Nhìn quê hương xa xa bao dặm đường.
xóm cũ làng xưa, chiều lên mù trong khói sương. Nơi ấy nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi, đang chờ ngày về. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Tôi với anh hai người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu ném bên đầu, đêm tối chung trăng thành đôi chi kỷ. Đồng chí ruộng nương anh cưới bạn thân thầy, dàn nhạc không mặc kệ gió lung lay. Giếng nước cấm đà trai làng Gia Linh, tôi với anh đã từng cơn nớn lành, sốt run người vầng trán đẫm mồ hôi. Áo anh xách vai, quần tôi có hai miếng vải, miệng còn cười buốt ra chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, nằm chờ bên nhau chờ giấc tới, đầu súng trăng treo. Súng bên súng đầu ném bên đầu, đêm tối chung trăng thành đôi chi kỷ. Đồng chí ruộng nương anh gửi bạn thân cây, dàn nhạc không mặc kệ gió lung lay. Giếng nước cấm đà trai làng Gia Linh, tôi với anh đã từng cơn nớn lành, sốt run người vầng trán đẫm mồ hôi. Áo anh xách vai, quần tôi có hai miếng vá, miệng còn cười buốt ra chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối,
giặc tới đầu súng trăng treo. Đêm nay rừng hoang sương muối nằm kề bên nhau chờ giặc tới đầu súng trăng
Thưa quý vị, Nguyễn Bính được biết tới là nhà thơ của tỉnh quê. Thơ ông quê mùa, dân dã, khó trộn lẫn, lời thơ dung dị, trang chứa tình cảm và khát vọng của những người con chân lấm tay bùn sau lũy tre làng. Có thể tìm thấy những nét đặc trưng đó trong Cô hái mơ, Lỡ bước sang ngang, Ghen, Cô lái đò, Chân quê, Tương tư hay là Nụ tầm xuân. Nhưng ít ai biết rằng trong những năm tháng vào bộ đội và hoạt động ở Nam Bộ, Nguyễn Bính đã sáng tác một bản trường thi đầy hào sảng mang tên Cửu Long Giang. Năm 1950, bài thơ này được đăng kín gần 200 báo Tổ quốc của khu 8. Và Cửu Long Giang nhanh chóng chiếm được cảm tình của các chiến sĩ, nhất là sau khi mà nó được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Chí phổ nhạc thành bài hát Tiểu đoàn 307 với nhịp 6-8 thể hành khúc, cấu trúc hai bè, đầy khí thế tự hào. Tiểu đoàn 307 có sức sống vô cùng mãnh liệt trong những ngày kháng chiến ở Nam Bộ. Các chiến sĩ chiến đấu tại đồng bằng sông Cửu Long đều thuộc năm long bài hát này. Từ Cửu Long Giang đến Tiểu đoàn 307, từ khúc trắng ca đã biến thành hồi kèn xung trận, thôi thúc dục dã quân dân cả nước trong những ngày kháng chiến gian khổ nhất. Hey, hey, hey.
sau 8 năm chiến tranh xâm lược, người Pháp ngày càng thiệt hại nặng nề. Các vùng chiếm đóng bị thu hẹp. Binh lính trên chiến trường bắt đầu chán nản. Sức ép trong nước ngày càng gia tăng. Ngày 7 tháng 5 năm 1953, Henri Nava được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Đây là một viên tướng tài. Trước khi tới Việt Nam, Nava giữ chức tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Trung Âu thuộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Đứng trước nguy cơ thất bại tại Đông Dương, Henri Nava đã sốt sắng đề ra một kế hoạch quân sự với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Nhưng vì sao trận quyết chiến lại diễn ra ở Điện Biên Phủ? Mường Then, hay còn gọi là Mường Trời, là một vị trí chiến lược, trục giao thông quan trọng nối liền Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Quốc. Cái chìa khóa để bảo vệ vùng thượng Lào, một chiếc bàn có thể xoay ra bốn hướng để từ đó dễ dàng khống chế và kiểm soát toàn bộ vùng Tây Bắc. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được đặt cho 8 cái tên của những mỹ nữ nước Pháp như Eliane, Beatrice, Gabrielle, Anne-Marie, Isabel hay Dominique, tương ứng với các cứ điểm A1, Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, Hồng Cúm hay D1, với ý nghĩa động viên tinh thần binh lính Pháp hãy bảo vệ Điện Biên như bảo vệ những người đẹp của chính mình. Lòng chảo Mường Thanh cũng được xem là cái bẫy hiểm ác, một cỗ máy nghiền khổng lồ, nơi có thể hút được quân chủ lực của Việt Minh tập trung kéo lên, tạo điều kiện để người Pháp dùng hỏa lực tiêu diệt. Với sự trợ giúp của Mỹ, Nava tin rằng Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm bất khả xâm phạm. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Đông Xuân với 3 đòn tấn công lớn nhằm vào hướng Lai Châu để giải phóng Tây Bắc, Phong Sa Lì, Trung Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Cuối tháng 11, bộ đội chủ lực của ta tiến lên Tây Bắc. Khi mà phân tích về tình hình địch, lãnh tụ Hồ Chí Minh có dùng một hình tượng xòe nắm tay ra và làm động tác là bẻ đi từng ngón. Và người cũng có nói là quân Pháp được ví như một cái nắm đấm, nó mạnh như thế. Thế nhưng mà ta sẽ tìm cách là bắt nó phải xòe cái nắm đấm nó ra. Ký giả Úc Winfred Burchett đã đến Việt Nam vào đầu năm 1953. Ông gặp Hồ Chủ tịch lần đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc, đúng vào thời điểm ta đang chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi đã phỏng vấn cụ Hồ ở căn cứ trong rừng Thái Nguyên. Khi hỏi, tôi có nghe thấy một địa danh tên là Điện Biên Phủ qua nhiều đài phát thanh. Ông có thể tiết lộ về nó được không? Hồ Chí Minh đã lấy cái mũ đội đầu, ngửa ra và đặt lên chiếc bàn tre. Vừa chỉ tay vào đó, ông nói, đây chính là Điện Biên Phủ. Nó là một thung lũng, bao quanh là núi rừng. Phía dưới quân đội Pháp đồn trú, còn chúng tôi ở trên. Người Pháp sẽ không bao giờ thoát ra được. Lịch sử đã khéo sắp đặt cuộc đối đầu quyết định giữa Việt Minh và quân đội Pháp tại lòng chảo Điện Biên. Đó là cả một quá trình đấu trí, đấu lực, thì công khai, lúc thầm lặng. Giữa một bên là Nava, Cogny, De Catry cùng đạo quân viễn chinh hùng hậu Pháp. Và phía bên kia là tướng Giáp cùng cả một dân tộc đang khát khao độc lập. Sự thành bại sẽ quyết định vận mệnh của một đất nước, Việt Nam. Đầu năm 1954, mọi con đường đều hướng về Tây Bắc, nơi có Điện Biên Phủ và trận quyết chiến lịch sử. Tây Bắc, vùng đất kỳ lạ và hấp dẫn, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhiều tên người, tên núi, tên sông đã đi vào thi ca nhạc họa, trở thành một huyền thoại. Khi mới 17 tuổi, nhạc sĩ Văn An đã tham gia chiến dịch biên giới. Chính trên những con đường hành quân đi biểu diễn, xúc động nhìn thấy hình ảnh Tây Bắc đẹp như tranh vẽ, chàng trẻ tuổi đã viết nên những câu ca chân thật, mộc mạc nhưng tràn đầy mỹ cảm về miền Tây Bắc nên thơ và lãng mạn trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Thưa quý vị, tác phẩm Đầu Tay Đường Lên Tây Bắc trở thành ca khúc thành công đầu tiên của Văn An, lan tỏa khắp các nẻo đường đánh giặc bởi giai điệu và lời ca tuyệt đẹp.
Bài hát đem lại sự ấm áp và niềm tin vào cuộc kháng chiến gian khổ, khó khăn nhưng nhất định giành thắng lợi. Mời quý vị cùng đến với mảnh đất Tây Bắc xa xôi, bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên, cùng với tiếng chim rừng đây đó, đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao. Xa xôi đến nhà sàn thấm thoáng, đằng xa
lúc lên đường ra trấn đó, thì Bác Hồ dặn là tướng quân tại ngoại cho chủ toàn quyền bàn nhất trí thì cứ làm. Rồi lúc ra về thì Bác nói thêm một câu là tình ngươi nhất định đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, các đơn vị được lệnh kéo lên Điện Biên Phủ. Để giữ bí mật việc sử dụng pháo lớn cho chiến dịch, Bộ Chỉ huy đã quyết định dùng sức người kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa. Sau gần 10 ngày đêm, với quyết tâm còn cao hơn núi, các đơn vị pháo binh đã đến được những vị trí trọng yếu, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa. Trên thế giới này, không có một quân đội nào mà kéo khẩu pháo hạng 2,4 mà leo núi cả. Thế chỉ có quân đội Việt Nam. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, sau nhiều ngày theo dõi những diễn biến mới nhất trên chiến trường và tương quan lực lượng địch ta, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ra quyết định chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Tôi là người cùng đi với Đại tướng sang gặp trưởng đoàn bộ phận phía quốc khách. Đại tướng nói rằng địch ở Điện Lu hiện nay không còn ở trong trạng thái lâm thời phòng ngự nữa, mà đã xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Và nếu chúng ta vẫn đánh theo kế hoạch cũ, vì trước mắt với phương án 3 đêm 2 ngày, bộ đội Việt Nam gặp 3 khó khăn lớn chưa thể vượt qua. Khó khăn thứ nhất là bộ đội chúng tôi cho đến nay chỉ mới có khả năng trong một trận đánh tiêu diệt một tiểu đoàn tăng cường của địch phòng ngự trong công sự vững chắc ở một cùng cứ điểm riêng lẻ. Thì khó khăn thứ hai là lần này thì pháo binh Việt Nam và pháo cao xạ lần đầu xuất trận. Thì khó khăn thứ ba là bộ đội chúng tôi lâu nay thường chỉ đánh bất đêm để mà hạn chế sức mạnh của địch về không quân pháo binh. Theo ý tôi là phải hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay. Toàn mặt trận lặng lẽ đồng loạt chuyển động rời khỏi trận địa vào cuối ngày 26 tháng 1 năm 1954. Kéo pháo vào đã vô cùng khó khăn, nhưng kéo ra còn gian nan gấp bội. Tất cả anh em là rất hoang mang, đặt câu hỏi tại sao mà lại bây giờ vừa mới kéo vào mà anh em hết hơi hết sức rồi, anh em coi như mệt lắm rồi, vừa đói vừa rét chứ. Tôi nói là rất thương anh em, hai hố mắt thì thông quầng đen sâu lại, chân tay thì xót xát máu mê, bây giờ phải quyết tâm chấp hành lệnh và kéo ra. Tới sáng ngày 5 tháng 2 năm 1954, khẩu pháo cuối cùng trở về vị trí tập kết, hoàn thành nhiệm vụ kéo pháo ra. Đó là cái quyết định khó khăn nhất trong cái đời chỉ huy của tôi. Khi thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, cũng đồng nghĩa với việc kéo theo những yêu cầu mới về mặt hậu cần. Trong khi tiền tuyến cách xa hậu phương tới 500 cây số, địa hình vô cùng hiểm trở là một vấn đề lớn phải đối mặt. Thế đặc thù là một cái điều hoàn toàn bất ngờ đối với lại quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Và đó cũng là đó một cái sáng cho thấy một cái sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Điện Biên Phủ có 49 cao độ thì cả 49 cứ điểm đều án ngữ trên những điểm cao lợi hại nhất. Do vậy, bằng chiến thuật vây, lấn, tấn, diệt, bộ đội ta tấn công từng đỉnh cao để thắt chặt vòng vây. Đại tướng có nói rằng đại tướng biết là anh em đào hào rất mệt. Đại tướng có so sánh là cái mệt nhọc của ta so với lại cái mệt nhọc và lo thợ của quân Pháp nghe cái tiếng lầu hầm thì nó rất là hoảng. Và chính cái tính chất của cái việc lầu hầm này thì nó giúp cho thực hiện cái cách đánh mới, đánh chắc tiến chắc. Bộ binh đào chiến hào vây lấn ở mặt đất, cao xạ bao vây siết chặt bầu trời, cắt cầu hàng không. Do bị lưới lửa cao xạ uy hiếp, vận tải cơ của Pháp đã không thể thả hàng chính xác. Phần lớn hàng tiếp tế rơi vào khu vực của ta kiểm soát. Mất nguồn cung cấp hậu cần, quân địch ngày càng suy yếu. Khi nào ông cảm thấy mình sẽ thất bại tại Điện Biên Phủ? Khi đường tiếp viện bị cắt đứt, tôi đã nhận thức ra rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng thất thủ. Có phải do không lực Pháp? Tất nhiên rồi, nhưng điểm mấu chốt vẫn là bởi hỏa lực phòng không của Việt Minh quá mạnh. Điện Biên Phủ cũng là cuộc đương đầu đọ sức, đấu trí, quyết liệt giữa lực lượng pháo binh hai bên. Người Pháp vốn được coi là bậc thầy về phản pháo, nhưng đã phải khuất phục trước pháo binh Việt Minh. Những gì diễn ra trên chiến trường đã trở thành nỗi kinh hoàng với quân Pháp. Trong trận mở màn tiêu diệt cứ điểm Him Lam, 240 khẩu pháo của ta
bắn liên tiếp trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau 15 phút khai hỏa, chúng ta đã gần như áp đảo. Charles Pirot, phó chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phụ trách pháo binh, kẻ từng hùng hồn tuyên bố: "Tôi có nhiều đại bác hơn số tôi cần", đã phải tự sát ngay sau trận mở màn với lời trăng trối. Không có cách nào làm im lặng những khẩu pháo của Việt Minh. Người ta ví cái tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nó như một củ hành. Việt Minh cứ từng bước một chủ động bóc đi từng cái múi của củ hành. Thế mà cái hành càng bóc vào sâu thì mọi người thấy nó càng hăng. Người Pháp cũng vậy. Khi mà Việt Minh đã bóc vào lõi của củ hành rồi thì lúc bấy giờ mắt của người Pháp càng ngày càng đẫm lệ. Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi thể hiện những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân, nghệ thuật tạo lập và chuyển hóa thế trận, nghệ thuật lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch, thay đổi phương châm tác chiến. Tất cả gắn liền với một huyền thoại, Võ Nguyên Giáp. Tiếng đàn vẫn ngân trên phố phường Hà Nội. Một ngày ngừng gió, lá thu vàng rơi, dương cầm buông lơi. Tiếng đàn vì tương, mười ngón tay trên thăng trầm trắng đen cuộc đời, vinh quang cay đắng cây đời vẫn xanh. Tiếng đàn đồng chí rạng rỡ non sông, áo xanh bạc màu thuê chung đồng đội, bao sinh ra từ ấm tình anh văn. Đàn ngân nhân nghĩa sang ngời, đàn ngân trí thức cao vời, danh tướng muôn đời rạng rỡ. Tiếng đàn vẫn ngân trên phố phường Hà Nội. Một ngày ngừng gió, lá thu vàng rơi, dương cầm buông lơi. Tiếng đàn tổ quốc toàn thắng reo ca, cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi, vẫn mơ ước sống lo nhiều cho dân. Tiếng đàn đồng chí rạng rỡ non sông, áo xanh bạc màu thuê chung đồng đội,
rạng danh trung hiếu sáng ngời muôn sông. Đàn ngân nhân nghĩa sáng ngời, đàn ngân trí thức cao vời, danh tướng muôn đời. Vì nước quên thân, vinh quang tổ quốc Việt Nam. Cuối năm 1953, nhạc sĩ Hoàng Vân, khi đó là chính trị viên sư đoàn 312, được phân công đi thực tế chiến trường để chuẩn bị đưa các tốt văn công xung kích vào phục vụ chiến dịch. Ông đã tận mắt chứng kiến các chiến sĩ đẫm mồ hôi trong sương đêm để kéo những khẩu đại bác nặng vượt qua núi cao, dốc hiểm. Và cũng chính tại đây, Hoàng Vân được các đồng đội kể cho nghe câu chuyện về anh hùng Tô Vĩnh Diện, dũng cảm lấy thân mình chặn pháo. Người nhạc sĩ trẻ lặng đi. Trở về sư đoàn, hình ảnh người lính pháo binh vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí ông. Thế rồi trong một đêm giá lạnh đầu năm 1954, nằm trong hầm tối, bỗng văng vẳng bên tai tiếng gà rừng eo ấp gáy trên nương. Trong đầu Hoàng Vân bỗng xuất hiện tứ nhạc, gà rừng gáy trên nương rồi. Khi viết được khúc đầu của bài hát, hò ru ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo, thì ông thiếp đi. Đến 3 giờ sáng, Hoàng Vân choàng tỉnh và đi ra khỏi hầm. Đó là một đêm tối trời, sương răng giá buốt, trong không gian tĩnh mịch của núi rừng Tây Bắc, ông bỗng nghe tiếng gà đập cánh gáy rất gần. Nếu ai từng trải qua những ngày mưa dầm cơm vắt thì sẽ hiểu rằng tiếng gà gáy giữa trận mạc khiến cho người lính xúc cảm đến thế nào. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, báo hiệu cuộc sống thanh bình. Đó cũng chính là khát vọng của người lính, và rồi hình ảnh ấy đi vào bài hát thật tự nhiên và dung dị. Gà rừng gáy trên nương rồi, kéo pháo ta băng qua đồi trước khi trời hửng sáng. Hoàng Vân ngồi viết một mạch và hoàn thành xong tác phẩm Hò kéo pháo. Bản viết tay được ông ghim lên vách hầm như một bài báo tường. Thời điểm ấy, chính người nhạc sĩ cũng không hề nghĩ rằng Hò kéo pháo sẽ lan tỏa với các đơn vị bộ đội như lời úy lão tinh thần chiến sĩ trên khắp các mặt trận, thể hiện rõ ý chí, dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng trí căm thù. Vài hướng đấm sương lên đồng hồ, tới đến rồi
tháng 5 năm 1953, ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Quá trình hành quân cơ động trên chặng đường dài hơn 1.000 km tới vị trí tập kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội ta phải kéo pháo qua nhiều cao điểm. Sau 5 ngày đêm kéo ra đến dốc Chuối, đoạn đường hẹp, quanh co rất nguy hiểm. Tiểu đội trưởng Tô Vĩnh Diện xung phong lái pháo. Đến nửa chừng, dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc. Khi đất tời mà pháo xuống dốc ấy mà nó chạy thì cái cần pháo nó cứ nhấc lên nhấc xuống, nó tưng tưng thế này. Thế mà giữ không được thì là nó xuống Chuối, bên thì vách. Thế anh Tô Vĩnh Diện đi lái cái cần pháo vào trong cái vách đá. Một bánh thì nó vào ta ly và một bánh thì lên lưng anh. Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, trong trận bao vây Mường Pồn, quân Pháp tập trung hai đơn vị thiện chiến với phi pháo yểm trợ liên tiếp phản kích. Đến lần thứ ba, cả đại đội chỉ còn lại 17 người. Khi ấy, khẩu trung liên của đồng đội Chu Văn Phủ không thể bắn được vì thiếu chỗ đặt súng. Trong tình thế cam go ấy, Bế Văn Đàn đã dũng cảm đưa ra một quyết định táo bạo. Bắn đi! Nòng súng nặng lắm, anh không chịu được đâu! Tôi chịu được! Chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, mở màn chiến dịch, ta nổ súng tiêu diệt đồi Him Lam. Cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt đạn pháo. Các chiến sĩ đại đội 58 lao lên mở đường, đánh liên tiếp đến quả bộc phá thứ 8. Khi tiểu đội phó Phan Đình Giót đánh quả thứ 9 và bị thương ở đùi, anh vẫn xung phong đánh quả tiếp theo. Lúc này, quân Pháp tập trung hỏa lực, chút đạn như mưa xuống trận địa. Đồng đội hy sinh rất nhiều. Với chiến thuật vây, lấn, tấn, diệt thì mỗi nhát xẻng, nhát cuốc của chiến sĩ ta là một đòn đánh vào đầu địch. Một mét chiến hào đào thêm là một bước mau đi đến thắng lợi. Xong, mỗi mét hào giao thông cũng thấm đẫm máu của biết bao chiến sĩ. Thương vong khi đào hào ấy đáng thương hơn. Một loạt pháo mà nó bắn vào địa điểm nào thì cái chỗ ấy có 5, 7, 10 người, 20 người tung lên. Cái hy sinh đó là hy sinh không toàn thây. Thì anh em mà còn sống ấy, mỗi một anh lấy một miếng vải dù to, xong rồi đi nhặt từng mảnh chân, mảnh tay, cái đầu, cái thân tan nát của đồng đội của mình, đút vào trong miếng vải dù, vùi xuống đấy. Mà anh em cứ nói rằng là khóc chứ không có nước mắt nữa đâu, hết chỉ mắt đỏ lên thôi, thương vô cùng. Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Các bà mẹ anh hùng, rồi bao nhiêu người mà nằm lại, thì đó là những gì. Chàng trai phụ đồng thời đại ngày nay mà lúc là đợt chiến đến rồi thì bay lên trời, nhưng mà chúng ta nhớ mãi, mà nhớ như vậy nói gương, ta phải làm cho nước ta xứng đáng với cái sự hy sinh của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ.
Rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 1954, để chia lửa cho Điện Biên, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Mặt trận Thủ đô tập kích sân bay Gia Lâm, phá hủy 18 máy bay các loại. Chưa hết, chỉ 3 ngày sau, 32 chiến sĩ thuộc tỉnh đội Kiến An Hải Phòng đã đột nhập sân bay Cát Bi, đốt cháy 59 máy bay, chặt đứt con đường tiếp viện quan trọng của Pháp cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, mở màn chiến dịch, quân ta tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, uy hiếp sân bay Mường Thanh. Trong tháng 4, bộ đội ta đồng loạt tiến công các cứ điểm, thắt chặt vòng vây, chia cắt đội hình địch, đẩy quân Pháp rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. Trận quyết chiến cuối cùng diễn ra tại đồi A1, cổ họng của Điện Biên Phủ. Đây là điểm cao chiến lược, nằm trong dãy điểm cao ở phía đông. Địch quyết giữ, còn ta quyết đánh. Bởi nếu chiếm được vị trí yết hầu này, toàn bộ cánh đồng Mường Thanh, nơi đặt đầu não chỉ huy của quân đội Pháp, sẽ bị khống chế. Một kế hoạch táo bạo được vạch ra: đào hầm xuyên thẳng lòng đồi A1 để đánh bộc phá.
giao thông hào lầy bùn nước và máu. Đào hầm ở tư thế hàm ếch, càng đào sâu càng tối, không có dưỡng khí để thở. Mỗi tốp chỉ đào vài phút rồi lại phải chui ra. Vào đã khó, nhưng vận chuyển đất đá ra ngoài càng khó hơn. Ròng rã, gần một tháng mới đào xong 49 mét đường hầm, sâu tới hơn 40 mét so với đỉnh đồi. Đoạn cuối đường hầm, chiến sĩ ta quét rộng thành một buồng chứa thuốc nổ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, 946 kg thuốc nổ đã được chuyển tới nơi tập kết. 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5. Hiệu lệnh tấn công đồng thời báo hiệu sự sụp đổ của toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sớm ngày 7 tháng 5, ta làm chủ đồi A1. Từ các hướng, bộ đội ta tiến thẳng vào sở chỉ huy của quân Pháp. 17 giờ 30 phút, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm The Catry. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi, đưa lịch sử Việt Nam bước sang một trang mới. Đầu tiên là tôi về nhà, tôi đến thăm Hồ. Thì bác Hồ là câu đầu tiên bạn nói là rất mừng các chú ở Điện Biên Phủ thắng lợi to đây, nhưng mà ta phải còn đánh Mỹ. Cho nên là cái thắng lợi Điện Biên Phủ cũng là cái thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
chiến sĩ mến thương nhìn mẹ, nghe niềm vui ấm cả tâm hồn. Cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại sông sông hầu vô bờ hát mãi. Đó niềm tin ta cũng khai hoàn Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành mốc son chói lọi trên chặng đường lịch sử của nước nhà. Đó là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội, khép lại 9 năm chiến đấu gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của cả dân tộc. Điện Biên Phủ trở thành bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho cách mạng Việt Nam, trong đó bài học về xây dựng, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm chiến thắng đóng vai trò quan trọng và quyết định, tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi gian khổ hy sinh giành thắng lợi, đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lên tặng hoa cho tập thể ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình. Trân trọng kính mời ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trân trọng kính mời ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trân trọng kính mời ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Quý vị thân mến, chương trình chính luận nghệ thuật từ mùa hè Điện Biên đến mùa thu Hà Nội đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị khán thính giả. Thân ái, chào tạm biệt toàn thể quý vị.